mặc xác nó. Nó nợ thì tự nó lo. Bố mẹ em không thể giúp anh thêm một lần nữa đâu. Cả hai cái kìa, đang bắt em phải ly dị anh đấy. Danh, anh Vũ lại rước thêm khoản nợ khiến cả nhà lảo đảo. Ông công nghệ sĩ nhân dân Quốc Trị mắng con trai, nợ tự đi mà giải quyết, nhà này không ai có tiền để trả thay. Đạt, Mạnh Hưng phân tích nếu không trả nợ, Danh sẽ phải ngồi tù vì tội chiếm đoạt tài sản. Không trả ấy, người ta lôi nó ra tòa vì cái tội chiếm đoạt tài sản. Nó đi tù ấy, bố có chịu được không? Ông Công vẫn cương quyết không giúp con trai, sao lại ra nông nỗi này hả con? Làm cho cả nhà nhục nhã hết lần này đến lần khác, ông than thở. Con tự làm tự chịu, con ra tòa cũng được, đi tù cũng được. Tố, sắt, Bùi Như Lai nói Danh đi tù được yên thân, nhưng cả nhà sẽ khốn khổ vì liên tục bị đòi nợ. Nhài, Huyền Thạch, thấy vậy, muốn san sẻ gánh nặng với Son, Kim Oanh cũng là để giúp Tố. Nhài định cho Son vay tiền, mang về giúp Danh nhưng Son từ chối. Nhà tao, tao còn không muốn dính líu đến, kéo mày vào làm cái gì? Nhài biết với tính cách của Son, cô không dửng dưng đứng ngoài. Son nói cô không lo không được, sợ đầu gấu đến đòi nợ làm ảnh hưởng đến cả heo. Nhài thương bạn lúc nào cũng vất vả vì nhà chồng, cảnh báo Son không nên ôm hết trách nhiệm về mình. Để đám đàn ông tự lo đi, Nhài nhắc. Tuyết, Kiều My, tức giận, mắng Danh làm ăn phi pháp. Anh bị thằng Lợi nó lừa, đất bán là đất ma, sổ anh cầm về nhà là sổ giả. Anh đến nhờ bố mẹ giúp đỡ nhưng Tuyết khẳng định Danh sẽ không được hỗ trợ thêm bất cứ đồng nào. Bố mẹ Tuyết thậm chí ép con gái ly dị. Anh biết là em khổ sở thế nào khi phải lựa chọn giữa bố mẹ và anh không, Tuyết cằn nhằn. Danh bất ngờ đề nghị ly dị, làm theo ý của bố mẹ vợ,